Fort Flossy. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10, 2012. Trà My kính chào quý vị. Thủ tướng Việt Nam nhận lỗi về những tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Tàu sân bay Mỹ đi qua Biển Đông đón giới chức Việt Nam lên tham quan. Các công ty ở Trung Quốc dời sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Việt Nam ngày 22 tháng 10 nhận trách nhiệm rằng chính phủ do ông lãnh đạo phạm sai lầm trong quản lý kinh tế dẫn tới những thiệt hại lớn ở các đại công ty quốc doanh như Vinashin và Vinalize. Tại kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận bê bối, kém hiệu quả và thất thoát lớn tại các doanh nghiệp nhà nước đã làm giảm lòng tin trong dân chúng. Đồng thời cũng thừa nhận là kinh tế Việt Nam còn nhiều hạn chế và yếu kém, tình hình kinh tế vĩ mô chưa tốt, lạm phát có thể sẽ lại bùng phát và nợ xấu đang gia tăng. Vẫn theo lời ông Dũng, từng thành viên trong chính phủ đã nhìn nhận những yếu kém và rút ra bài học thấm thía từ các vụ tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới tín nhiệm của Việt Nam đối với giới đầu tư quốc tế. Thủ tướng Việt Nam hứa xúc tiến cải cách lĩnh vực quốc doanh và đề ra mục tiêu cho năm sau là tăng trưởng kinh tế 5,5% và tạo thêm khoảng 1,6 triệu công ăn việc làm. Tăng trưởng kinh tế năm nay có phần chắc chỉ khoảng 5,2%, tức là mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua, dù trước đây Hà Nội đề ra mục tiêu tăng trưởng trong năm là 6,5%. Đà phát triển kinh tế một thời tăng vọt của Việt Nam hiện đang bị làm chậm lại bởi nạn tham nhũng và các công ty nhà nước làm ăn không hiệu quả với các khoản nợ ngân hàng khổng lồ. Tuần trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã lên tiếng nhận khuyết điểm về những yếu kém của Đảng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tránh được các biện pháp kỷ luật trước một loạt các vụ tai tiếng tài chính, tình hình bất ổn kinh tế và những sự chỉ trích ngày càng tăng đối với chính phủ do ông lãnh đạo. Tuy không bị nêu đích danh, nhưng ông Dũng bị xem là mục tiêu khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định không thi hành kỷ luật đối với một đồng chí trong Bộ Chính trị. Trong bài diễn văn của mình hôm 22 tháng 10, ông Dũng cũng không quên nhắc tới các trang blog điện tử và những thế lực thù địch đang lợi dụng Internet để xuyên tạc bôi nhọ nhà nước, theo lời của ông. Trước đó, chính ông cũng đã ra lệnh hỏa tốc yêu cầu trừng trị các trang mạng cá nhân được nhiều người biết đến như Dân Làm Báo hay Quan Làm Báo. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo rằng chiến dịch đàn áp quyền tự do tư tưởng của công dân tại Việt Nam gia tăng trong thời gian ông Dũng điều hành chính phủ. Giới chức Việt Nam được mời lên tham quan tàu sân bay Mỹ hôm 20 tháng 10 khi tàu đi xuyên qua Biển Đông phô diễn sức mạnh Hoa Kỳ trên vùng biển trở thành một trọng điểm trong chính sách đối thủ chiến lược của Washington đối với Bắc Kinh. Tin AP cho biết các giới chức chính phủ và an ninh Việt Nam đã gặp gỡ thuyền trưởng hàng không mẫu hạm USS George Washington và tham quan chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có hơn 5.000 thủy thủ. Chuyến đi có phần chắc là thông điệp bảo đảm sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam và Philippines trong tranh chấp Biển Đông, nhưng có thể khiến cho Trung Quốc bực bội. Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc diễn tập quân sự gần các quần đảo trong vùng biển Hoa Đông lân cận, nơi mà Trung Quốc đang tranh chấp với Nhật Bản. Thuyền trưởng con tàu Gregory Fenton nói rằng sứ mạng này một phần nhằm cải thiện quan hệ với Việt Nam và đảm bảo rằng Hoa Kỳ được lưu thông tự do trên Biển Đông. Mỹ đang xây dựng các mối liên hệ kinh tế và quân sự gần gũi hơn với Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực, trong khuôn khổ chính sách chuyển trọng tâm về châu Á trước ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tiến hành công tác huấn luyện và tập trận chung với các nước đồng minh trong vùng. Đây là lần thứ ba tàu sân bay USS George Washington của Mỹ hiện diện ngoài khơi bờ biển Việt Nam trong vòng 3 năm nay. Một hàng không mẫu hạm khác của Mỹ, chiếc USS John C. Stennis, gần đây cũng đang tiến hành các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Đông Nam Á cần xúc tiến một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sau cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 21 tháng 10. Thủ tướng Singapore bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề Biển Đông sẽ diễn ra tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào tháng sau ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ông Lý nói ASEAN cần nỗ lực hướng tới việc dàn xếp các cuộc tranh chấp nan giải ở Biển Đông, nhưng đồng thời cũng đừng để cho vấn đề tranh chấp làm cản trở sự hợp tác cũng như các công việc khác của khu vực tại thượng đỉnh sắp tới. Đặt câu hỏi có thấy tiến bộ nào trong vấn đề Biển Đông hay không, Thủ tướng Singapore nhìn nhận rằng việc này cần phải có thời gian, đặc biệt khi liên hệ tới vấn đề chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng có nhiều dấu hiệu tốt trong 6 tháng qua,
kể từ khi ngoại trưởng các nước gặp nhau tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN ở Phnom Penh. Giới lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN đã có các cuộc tiếp xúc, bao gồm cả chuyến đi Philippines mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Các công ty sản xuất tại Trung Quốc dời sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, do giá nhân công tăng nhưng nhu cầu xuất khẩu giảm tại Trung Quốc. Asia News Network ngày 22 tháng 10 dẫn nguồn tin từ một quan chức phụ trách ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, gần 1/3 các công ty sản xuất dệt may, giày dép và nón ở Trung Quốc đang hoạt động dưới áp lực leo thang và đã chuyển toàn bộ hay một phần khâu sản xuất ra ngoài nước. Nhật báo China Daily nói xu hướng chuyển giao sản xuất này sẽ tiếp tục trong tương lai. Theo khảo sát do công ty tư vấn tài chính Capital Business Credit có trụ sở tại Mỹ, thì cứ 10 doanh nghiệp lớn được hỏi thì có 4 công ty cho biết có dự định dời xưởng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Pakistan, Bangladesh và Philippines. Tuy là mất công ăn việc làm cho dân Trung Quốc, nhưng giới chức Trung Quốc nói hiện tượng này cũng mang tính tích cực về mặt căn bản vì nó phù hợp với cam kết của chính phủ nâng cấp sức mạnh công nghiệp của Trung Quốc và thay đổi mô hình phát triển kinh tế. Kế hoạch 5 năm từ năm 2011 tới năm 2015 của Bắc Kinh kêu gọi các công ty xuất khẩu Trung Quốc sản xuất thêm nhiều sản phẩm cao cấp. Gần đây, giá nhân công tại Trung Quốc tăng từ 15 tới 20% mỗi năm, khiến một số doanh nghiệp phá sản. Thống kê hồi năm ngoái cho thấy, lương hàng tháng của các công nhân trong ngành sản xuất tại Việt Nam trung bình là khoảng hơn 95 đô la, tương đương với mức lương 10 năm trước của công nhân tại Đông Quảng, một thành phố công nghiệp ở đồng bằng châu Thổ Châu Giang, Trung Quốc. Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng chính sách ưu đãi về sử dụng đất đai và các dịch vụ công cho giới đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc. Chuyển sang phần tin quốc tế, các nhà hoạt động Nam Triều Tiên dùng bong bóng đưa hàng vạn tờ rơi sang miền Bắc, bất chấp cảnh báo của chính phủ Seoul và đe dọa trả đũa của Bắc Triều Tiên. Thành viên của nhóm mang tên Chiến sĩ Tự do cho Bắc Triều Tiên hôm 22 tháng 10 thả các quả bóng từ trên đảo Quang Qua, phía tây của Seoul. Đặc sứ của Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên đã lên án lời đe dọa của Bắc Triều Tiên là sẽ pháo kích miền Nam để trả đũa vụ thả tờ rơi. Quân đội Nam Triều Tiên đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Bắc Triều Tiên còn tố giác quân đội miền Nam trực tiếp dàn dựng cuộc tuyên truyền này, một cáo buộc bị chính phủ Seoul bác bỏ. Cùng ngày 22 tháng 10, lực lượng an ninh Nam Triều Tiên đã đối phó với một tổ chức gồm những người Bắc Triều Tiên đào thoát xuống miền Nam tại một công viên nằm gần khu phi quân sự phân chia hai miền Nam Bắc. Liên đoàn đua xe đạp quốc tế cho biết sẽ chấp nhận bản báo cáo về những hoạt động liên quan tới chuyện doping của Lance Armstrong, coi như chấm dứt sự nghiệp thể thao của tay đua xe đạp người Mỹ. Ông Pat Marquette, chủ tịch Liên đoàn đua xe đạp quốc tế hôm 22 tháng 10, loan báo tại Geneva rằng bộ môn đua xe đạp một lần nữa đã giải quyết được một vụ doping và đã sẵn sàng để bắt đầu đi trên một con đường mới. Cơ quan chống doping của Mỹ USADA đã đưa ra biện pháp trừng phạt Armstrong sau một báo cáo dài 1.000 trang, trong đó có những bằng chứng được phát hiện trong quá trình điều tra, kể cả lời khai của 11 đồng đội cũ của anh. Armstrong gặp nhiều lời tố giác rằng đã sử dụng thuốc trợ lực trong suốt thời gian đoạt danh hiệu vô địch giải đua xe đạp Tour de France của Pháp trong 7 năm liên tiếp, từ 1999 tới 2005. Armstrong đã phủ nhận những cáo buộc này từ nhiều năm nay, khẳng định rằng mình chưa hề gặp xét nghiệm có dùng thuốc trợ lực. Nhà chức trách Hồng Kông cho biết tịch thu gần 4 tấn ngà voi chuyển lậu từ châu Phi. Một các công viên của chính quyền Hồng Kông hôm 21 tháng 10 cho biết số ngà voi trị giá 3,5 triệu đô la giấu trong các thùng hàng xuất xứ từ Tanzania và Kenya đã bị phát hiện trước đó mấy hôm. Số ngà voi bị tịch thu lần này có trọng lượng lớn nhất từ trước tới nay tại Hồng Kông. Trước đây, Hồng Kông là nhà nhập khẩu và sản xuất những mặt hàng làm bằng ngà voi quan trọng của thế giới. Ngành này đã bị chính quyền Hồng Kông xem là bất hợp pháp từ năm 1990. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10, 2012. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả khắp nơi cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.